Quê tôi ngày xưa nó là một cái chợ gốc nhãn, có bà và có ông đi hát sẩm bằng cái ống bò ấy. Thế là từ khi đấy là tôi đã biết hát sẩm. Nhưng mà nếu mà nói về nghệ thuật truyền thống thì cũng nhờ người cha đẻ cụ dạy cho từng câu hát chèo cổ. Thế xong rồi hát văn và rồi là hát sẩm nữa là tôi cũng được học cụ Hà Thị Cầu. Về đến cái đất làng Mọc này, thế các bác ấy nói là ở đây là ngày xưa có đội văn nghệ ở đây rất là hay. Các bà ấy biết hát cải lương này, hát chèo, hát sẩm. Mà thế tại sao bây giờ em không thấy còn ai nữa đâu? Các bà ấy rồi cũng bỏ hết rồi, già rồi. Như thế thì cũng tiếc lắm, vì tại sao có một cái nếp như thế mà các cụ không giữ lại được. Đó cũng chính là lý do câu lạc bộ dân ca làng Mọc Quan Nhân ra đời vào năm 2009. Từ một nhóm nhỏ chỉ hơn chục thành viên, phần lớn là người cao tuổi, đến nay câu lạc bộ đã có hàng chục thành viên với đủ mọi lứa tuổi. Để những làn điệu dân ca hồi sinh trên mảnh đất vốn là cái nôi của âm nhạc truyền thống này là cả một hành trình dài với biết bao tâm huyết của nghệ nhân Kim Dung cùng các thành viên. Từ cái nốt nhạc cho đến cái cách hát thì cũng không biết. Thế nhưng mà nhờ là có nghệ nhân Kim Dung, thứ nhất là đã rất là tâm huyết, thứ hai là có nghề, là truyền dạy lại. Mang được cái tiếng hát dân ca của làng Mọc Quan Nhân để đi đến mọi nơi rất là phấn khởi và mình thấy tự hào. Đây là chúng ta học một bài hát sẩm là Tự Hào Thăng Long Hà Nội. Suốt 15 năm, từ khi câu lạc bộ ra đời đến nay, nghệ nhân Kim Dung đã tổ chức rất nhiều lớp truyền dạy miễn phí cho người dân ở làng Mọc Quan Nhân. Đặc biệt, ngày càng có nhiều bạn nhỏ yêu thích nghệ thuật dân ca truyền thống, từ sẩm, chèo cổ, chầu văn đến hát văn. Ngoài hát sẩm ra con rất thích hát giáp ạ. Và con đặc biệt thích bài Tự Hào Thăng Long Hà Nội vì bà ấy có cả giáp và hát sẩm. Con đã học ở lớp bà Dung được 3 năm rồi và con rất thích làn điệu sẩm, tàu điện và chống quân ạ. Tùy từng học sinh bà có cái cách truyền dạy khác nhau. Bên cạnh đó thì bà dạy cả truyền gõ các loại đạo cụ của nghệ thuật truyền thống. Về với lớp tôi quản lý thì bà đã dạy các con rất là nhiều bạn đã rất trưởng thành qua các cuộc thi đạt giải cao. Với những đóng góp cho việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa, nghệ nhân Kim Dung đã được phong tặng và trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu. Bà cũng chính là một trong 10 công dân thủ đô ưu tú vừa được thành phố vinh danh nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Nếu cái tâm mà có với nghề thì tầm nó lại sẽ có thể. Tôi rất muốn là trao truyền lại. Khi mình có sức khỏe, trời cho mạnh khỏe đến đâu, tôi sẽ trao truyền. Nhưng mình cảm thấy người ta cứ học, thế là mình cảm thấy quý rồi. Truyền lại nó cũng cảm thấy mình cũng vui.